Hoạt động di chuyển giữa Macau, Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đã được nối lại hoàn toàn sau 2 năm với nhiều hạn chế do các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Việc nối lại lưu thông được kỳ vọng sẽ giúp tạo động lực phát triển cho nền kinh tế Trung Quốc. Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau cho biết, các quy định về kiểm soát dịch COVID-19 như xét nghiệm sàng lọc, hạn chế lưu lượng du khách đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Các hành khách khi nhập cảnh vào Trung Quốc sẽ chỉ phải khai báo y tế và hoàn thành thủ tục hải quan. Bên cạnh việc mở lại toàn bộ hoạt động lưu thông đường bộ, chính quyền cũng tăng cường năng lực vận tải của các tuyến đường sắt, đường thủy và hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân. Đương nhiên là điều này rất thuận tiện. Tôi sống ở đại lục nên việc nối lại di chuyển chúng tôi về nhà một cách thuận tiện hơn nhiều. Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa trở lại đường biên giới từ ngày 8 tháng 1 sau khi từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19 từ tháng 12 năm 2022 nhằm tạo đà giúp nền kinh tế quốc gia này phục hồi sau đại dịch.